Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà ăn rất là ngon, rất là nhìn rất là thèm cho cả nhà là món bánh bao kim sa nhân trứng muối và nhân phô mai rất là ngon, béo, thơm, mịn cả nhà ơi. Rất là nghiền nha. Nào chúng ta cùng vào bếp nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có nguyên liệu là 200g bột mì các bạn nha, cùng với 100ml sữa tươi, nước sữa tươi. Ở đây chúng ta sẽ có khoảng 3-4g men các bạn nha, cùng với 10g bột sữa và 10ml dầu ăn. Và chúng ta sẽ có đường là 20g các bạn nha. Thì về mình lên men thì giống như bài trước thì mình sẽ cho cái phần sữa và mình sẽ hấp V3 cho nó nóng các bạn nha, khoảng cỡ 20 giây thôi. Sau đó mình sẽ cho đường và mình khuấy và mình sẽ coi nước mắm thì mình sẽ cho vào cái men để mình lên men khoảng 15 phút các bạn nha. Đó, những bài làm bánh mình đều làm như vậy hết rồi. Ok, sữa mình đã hâm V3 xong, bây giờ mình sẽ cho đường và mình khuấy đều và mình sẽ cho men vào mình ủ các bạn nha. Ủ khoảng 15 phút là ok, nó nở ra là ok các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình trộn bột cho cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ cho bột mì vào một cái khay, một cái âu, một cái khay nóc các bạn. Rồi mình sẽ cho một cái bột sữa nè, mình cho đường nè. Đó. Rồi mình cho cái phần mà men á, nãy mình đã ủ các bạn, cùng với vô ăn rồi mình sẽ trộn đều các bạn nha. Mình sẽ bắt đầu mình nhào bột các bạn nha. Thì các bạn cứ để một cái lỗ ở giữa đó, bột á mình sẽ cho vào mình ủ khi mình đắp xi măng vậy các bạn. Nó mình cho từ từ vào và mình dùng muỗng khuấy đều lên, khi mình cảm giác như là bột với sữa đó, nó đã bị rồi đó, nó đã nóng và cục cục lên, tức là mình sẽ bắt đầu mình dùng tay mình sẽ nhào bột các bạn nha. Ok, bột sau khi đã nhào xong thì mình sẽ ủ khoảng tầm 1 tiếng lên tới 2 tiếng các bạn nha. Đó, nó nở khoảng gấp đôi là ok các bạn nha. Rồi ok, bên nguyên liệu làm nhân phô mai chúng ta sẽ có là 100ml sữa tươi các bạn nha, cùng một lọ trứng gà, 10g bột bắp, cùng 20g sữa đặc các bạn nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có là đường là 10g cùng với hai cục phô mai con bầu cừu các bạn nha, và 10g bơ. Đó, các bạn dùng bơ cho nó là ngon và béo và thơm, cùng với 1-2g vani các bạn nha. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ cho những nguyên liệu này vào một cái nồi và sau đó mình sẽ khuấy đều lên và mình sẽ bắt lên chảo các bạn nha. Lên chảo mình bếp á, mình sẽ bắt đầu mình làm nóng thông hầm lại luôn. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái sữa nè, cùng với đường nè, với lòng lõi trứng gà vào nè, mình sẽ khuấy trước các bạn nha. Thì cái lòng lõi trứng gà các bạn khi mà gặp lửa nóng đó, nó sẽ tạo những cái lợn cợn, sẽ không có làm được cái phần hỗn hợp nhân miệng các bạn nha. Các bạn phải đánh lòng đỏ trước cho hòa với cái phần sữa tươi và đường nha. Đó, sau đó mình sẽ cho sữa đặc vào. Đó. Còn cái phần mà bơ với mai khi nào đó, nó bắt lửa nóng đó, mình cho vào cái mai cho tan chảy nha. Còn bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp nào lỏng trước rồi mình đánh chung. Về cái nhân trứng muối á, thì mình sẽ không quay ở clip này, mình sẽ chỉ đưa cái thông tin thôi. Còn bạn nào muốn cái cách làm thì hãy xem cái bài mà mình làm bánh croissant trứng muối các bạn nha. Đó, tương tự thì cái nhân trứng muối và croissant thì các bạn có thể sử dụng cái này nè, mình sẽ bỏ lên lò để mình nấu chín rồi nha. Đó. Ok, rồi mình sẽ bắt cái nồi lên bếp và mình sẽ bắt đầu nấu rồi nha. Mình cho vani vào nè, mình khuấy tan nè. Không hồi nó bắt đầu sệt lại các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bơ cùng với phô mai mình đánh đều luôn nha, cho nó chảy tan chảy hết luôn.
thành hỗn hợp rất là ngon và béo luôn. Sau đó mình sẽ cho vào gắn mát hoặc gắn đông các bạn cho nó thành hỗn hợp nó cứng lại á, thì các bạn mà nằm nhân á sẽ dễ mình gấp lại mình gói lại hơn nha. Đó. Ok, hỗn hợp đã mịn rồi các bạn thấy không? Đó. Nó tan nó mịn vào nha các bạn. Phô mai cùng với cái bơ của nha các bạn nha. Đó, rất là đẹp, rất thơm và ngon béo luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Ok, và sau hơn 1 tiếng trôi qua thì bột đã nở gấp đôi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra mình nhào các bạn nha, và mình sẽ nặn thành từng viên tròn các bạn nha. Mình chuẩn bị mình cán rồi mình cho nhân vào. Ok, tiếp theo mình sẽ cắt cái miếng bơ này thành từng những viên bằng tròn bằng nha các bạn nha. Đều nha, mình sẽ vo thành hình tròn các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình cán bột và mình sẽ cho nhân vào các bạn nha. Các bạn có thể cán mỏng cái này ra. Các bạn lưu ý là mình cán thì mình để cái phần ở trung tâm á, cái phần giữa, cái phần vỏ đó nó dày đi xíu để khi mình hấp á, cái hạn chế tình trạng nó bị bể cái phần nhân dưới nha. Đó là mình cán cái phần điều ngoài trước đó. Mình sẽ cho nhân chấm muối và nhân phô mai vào. Đó, chấm muối này thì giống cái bài mình đã làm bữa trước rồi đó. Các bạn xem lại cái bài hướng dẫn kênh là bánh sườn trâu trứng muối nha. Đó. Các bạn dùng xong thì bảo quản tủ lạnh rất là lâu các bạn nha, không hư nha. Đó, thì là cần mình lấy ra mình cho nhân vào mình cho làm bánh bao, thì mình chỉ bỏ nhân vào mình hấp là ăn thôi, rất là tiện các bạn nha. Đó. Và mình chỉ việc vo cái phần vỏ lại, sau đó mình sẽ vo tròn thành một hình viên bi tròn các bạn nha. Mình sẽ bắt đầu mình hấp thôi, không cần tạo hình giống cái bài bánh bao trước đó các bạn. Đó. Đây bánh bao dạng nhân ngọt các bạn nha. Rồi đối với nhân phô mai cũng vậy đúng không các bạn, mình cũng cán mỏng ra và mình cho cái phần nhân phô mai vào thôi. Đó. Đó. Các bạn lưu ý nha, mình cho nhân vừa đủ nha, nhiều quá tràn ra nó sẽ không có gói cuốn lại được các bạn nha. Đó, nó cho vừa đủ ok nhất các bạn nha. Nếu không các bạn có thể đo mình để cho nó đông lại á, các bạn hãy vo nhân thành từng viên, mình đo kích thước cân kích thước cho nó nặng cho nó bằng nhau cũng sẽ dễ hơn các bạn nha. Rồi okay, bây giờ mình chuẩn bị mình hấp bánh bao các bạn nha. Ok, tương tự như bài bánh bao trước như vậy, mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi và mình sẽ cho giấm vào trước khi mình hấp các bạn nha, để giữ bánh nó trắng các bạn. Ok, mình cho giấm vào là mình chuẩn bị hấp các bạn nha. Thì thời gian hấp khoảng tầm bánh này rất là nhanh các bạn, khoảng tầm 7 tới 10 phút là nó chín rồi các bạn nha, rất là nhanh các bạn nha. Ok, và sau gần 10 phút thì bánh đã chín rồi các bạn ơi. Giờ mình lấy ra mình thưởng thức thôi nào. Ta-da, bánh đã lên lò cả nhà ơi, nhìn ngon không nào. Từng miếng bánh bao trắng trắng, bên trong là nhân phô mai cùng nhân trứng muối. Trời ơi, ngon ngọt thơm béo đủ các nguyên liệu các bạn nha, ăn rất là ngon các nhà nha. Trời ơi, ăn một lần là ghiền và nhớ mãi các bạn ơi. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh bao nhân trứng muối và phô mai này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.